Đi dạo công viên thấy ông chú tập thể dục theo cách lạ, cô gái liền thi triển và cái kết. Người ta nói gừng càng già càng cay, quả đúng mới là không có sai ấy mà. Khi mà đi công viên ngoài việc thấy các cô tập dưỡng sinh như múa quạt, múa kiếm thì đâu đó vẫn thấy hình dáng các bác tập thể dục theo cách không giống ai như ông chú dưới đây. Một cô gái đang đi dạo công viên trong buổi chiều tà cùng bạn thì bắt gặp hình ảnh một ông chú tầm ở độ tuổi trung niên đang tập thể dục. Thế nhưng cô gái cũng phải ngớ người há hốc mồm vì môn tập này có phần hơi mạo hiểm, đó là móc khuỷu gối trên thành xà kép rồi thả người lơ lửng phía dưới kèm theo động tác đu đưa cơ thể. Thấy lạ nên khi ông chú đã đi thì cô gái đã rủ bạn mình vào test thử. Ấy thế mà cái kết thì khiến tất cả người xem cười rụng rốn. Không biết giờ này cô gái có ổn không chứ tập thể dục kiểu này thấy bất ổn làm sao. Một số bình luận của dân mạng để lại, họ tập sao thấy nó điềm tĩnh, còn tới lượt chị gái thì sao nó thốn quá. Tôi đang cơm mà xem được clip này thì cười sặc phun cả cơm ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.